ăn ở quán Lào mà nói chuyện quán Nhật. Nè, trời ơi, bạn thân á, 800 năm rồi mới gặp nè, trời ăn rất nhiều. Dạ, cái này để chấm sôi. Cái này là sốt gì vậy? À, sốt này của Lào, nó Lào à. Chưa giờ ăn. Nói tóm lại là lúc mà đi Bali á, tôi cảm giác là đồ ăn Bali là dở nhất. Là ăn không được. Sẽ quay đồ ăn cho mọi người. Hôm nay đang đi ăn một quán Lào ở gần nhà. Là món chân gà muối chiên giòn. Bạn mình thấy nó sô sổ lắm, nó không ngon bằng món của người Hoa. Món bò năm vang có vẻ được nhất trong tất cả những món order. Bạn Quần thì thích ăn món trứng hàu. Còn món lạp xưởng Lào thì theo bạn Quần là nó không ngon bằng lạp xưởng Campuchia. Tổng thiệt hại của bữa ăn ngày hôm nay là 550. Và bạn Quần thì thích ăn món trứng, còn bạn mình thì lại thích ăn món gọi bò năm vang. Món này thì cũng thường thôi. Tuy nhiên là vấn đề quan trọng đó là bạn mình rất vui vì được ăn với bạn Quần và mình nói rất là nhiều câu chuyện hay. Cảm ơn bạn Quần vì đã mang rất là nhiều năng lượng và niềm vui đến cho bạn mình vào ngày cuối tuần đầy năng lượng. Năm 2020 chúng ta sẽ cùng cố gắng.